Thế nhà nhà em là có mấy chị em? Chín người. Chín rồi. À. À, không được đi học luôn. Ừ, cái môi ngày xưa là em bị ấy à? À, bị kiểu như hở hàm ếch. Các bạn thân mến, thời tiết ngày hôm nay vô cùng đẹp. Hiện tại đang là ngày 19 tháng 1 năm 2022. Và ngày hôm nay thì Long sẽ đưa mọi người quay trở lại thăm gia đình của em Dê và em Tồng. Các quý hảo tâm đã đồng hành để mua phương tiện đi làm giúp cho hai vợ chồng đó. Cũng cách đây khoảng 20 ngày rồi. Và bây giờ thì Long quay trở lại để xem cái phương tiện hoạt động có hiệu quả không. Và từ ngày mua xe thì em Dê đã đi làm được nhiều tiền để đón Tết, sắm Tết chưa? Xin mời các bạn nhé. Đây. Đang làm gì đây? Em chào anh Long ạ. Chào em. Chào Mạnh nhá. Đấy, cò Mạnh. Xin chào, vỗ tay. Gà làm sao mà lại ấy này? Gà không biết đi đâu, nó bị đau chân lên nhỏ anh ạ. Đau chân á? Con chỉ cắn quá. Ui, thế thì quá đỏ rồi, đúng ngày anh Long lên. Đúng ngày anh Long lên gà lại que này. Vợ đâu? Vợ đang làm việc cho mình. Này, nè, hôm nay có cái dép đẹp ghê nhỉ. Bà cụ ấy đi đi đâu buổi em? Bà cụ biết được sáng nay chắc là đi nương hay là đi đâu. Mạnh ơi, Mạnh à, đãi ra quần rồi. Đấy, cũng đeo tất các thứ đàng hoàng ấy nhỉ, không như kiểu hai anh chàng nhà do dề suốt ngày cởi quần đi chân đất. Ui rồi, xe sạch này, vừa đi đâu về mới rửa ráy này. À, lên Suối Giàng á? Em lên đó làm gì? À thế à, đi lao động hộ à? Xe đi có ổn không hả? À, không hỏng hóc gì đâu gì. Nó có ăn xăng nhiều không? Nó ăn ít hơn. À, ăn ít hơn xe win hả? Cái dòng đấy nó ăn xăng ít lắm. Ở Honda. Ôi, bên kia nhà nào xây to nhỉ? To nhất bản rồi. Đường bên này thì khá là dễ đi, không như như đường bên em James Tổng. À, em James giò. Dê, ui dồi. Hai vợ chồng nhà này cứ giống giống tên nhau. Quế giống này. Đó, cái cây quế giống. Em dê trồng được một ít trên kia. Cái đàn gà bên trên này, đàn gà nhà mình hay đàn gà nhà đi em? Gà nhà mình con ở tận con cũng có gà ở nhà trên đấy, xuống dưới đây. À, ôi thích nhỉ. Đấy. Thế từ hôm mua xe máy có đi làm được nhiều ngày không em? Có ngày mưa không đi làm nữa. À, ngày bận quá. Làm được khoảng bao nhiêu công rồi từ hôm mua xe máy giờ? Làm được 7 công. 7 công à? 7 công, 300 nghìn một công đúng không? 300 nghìn một công. À, 73, 21. Mình cũng nhiều việc quá, kiểu nhà ấy nhiều khi mình cứ ứng về để tiêu các thứ này. Thì là hết đúng không? Hết. Làm ở đâu tiêu hết lên đấy. Vẫn thì cố gắng thôi, cứ chịu khó đi làm thôi. Đấy, anh có thấy có gừng này. Đấy, gừng của bà chồng đấy. Xin bà mà ít mà rang gà. Gà này rang ăn cơm ngon hơn là luộc em ạ. Anh chưa ăn cơm, tí ăn cơm đây. Ừ, nấu đi. Vợ chồng nấu cơm chưa? 11 rưỡi. Nãy đi Suối Giàng về có người chờ. Anh vừa bên Bản Lành cái sang. Đấy, nhà cửa quét dọn sạch sẽ ghê nhỉ. Đâu rồi? À. Em chào. Chào em. Nấu cơm. Ca ca mâm mâm kẹo đi, kẹo nè. Cái gì này? Treo cái gì đây này? Thịt gì đấy em? Thịt
bò. À, hôm nào ma khô mà em gọi anh đi quay đấy gì? Hôm đấy anh ở quê, à, thịt bò. Ở hôm làm cỗ đám ma khô của gia đình. Nhìn xem là gia đình có cái gì đây. Điện thoại hôm mới mua. Ơi ừ, nhót này các bạn này. Sủi, nhót. Chưa ăn sáng rồi, chưa ăn gì. Ăn này vào xót ruột lắm quá. Nhót. Giòn thế. Chuối à? Chuối kiểu chuối ngự ấy. Ngon thật. Ê, nhà này còn mua được cái thằng dê đi làm, nó còn dành được tiền mua được cái bỉm này đóng vào cho con. Đấy, ít quần áo phải đóng vào nó không bị ướt. Hôm nào cũng phải mua ít bỉm cho nhà do dề, con toàn cởi chuồng thôi. Mạnh ơi, Mạnh à, Mạnh mâm kẹo đi. Nên là cứ bây giờ là cũng không trồng cấy, không có ruộng nương gì. Nên là cứ đi mua gạo, đong gạo về ăn thôi. Thôi cố gắng em ạ, con còn nhỏ, vợ chưa đi làm được thì một mình thôi. Cố gắng đi làm. Nào thì tiền ăn, tiền uống này, tiền bỉm sữa, xong là thi thoảng con này ốm nữa. Xong lại nhiều việc đám cưới ma chay đúng không? Và đôi lúc kiểu không có cái gì ăn ấy, mình cũng phải tiết kiệm được tiền để mua bỉm cho con mặc. Mình không được ăn sao nhưng mà tiết kiệm được bỉm cho con mặc. Đúng rồi. Đóng bỉm vào mặc quần áo vào thì nó ấm, nó không bị viêm phổi các thứ. Con ốm là mình được ăn thì cũng chả thấy như nào cả. Con nhất định là không phải được kiểu không ốm này là bị như nào hết thì mình mới yên tâm thôi. À, đúng rồi. Bản làng này thì cũng ít hộ lắm, rơi vào chừng đủ khoảng hơn 10 hộ thôi. Và ở cái vị trí khá là thấp. Nhà của hai vợ chồng và cháu Mạnh thì trên thì là bằng ngói blue, còn bốn bề xung quanh thì dựng bằng những cái cây gỗ, nên nó cũng tạm cũng lót. Bốn bề xung quanh quê bằng bạt. Cái này mà sau này mà hai vợ chồng mà chịu khó đi làm phát triển được kinh tế thì làm nên cái nhà tôn được. Cột sắt, sau đó là blue, bốn bề xung quanh quây tôn như kiểu nhà do dề. Còn khu vực này thì nó khá là xa so với những cái đồi gỗ nên là cũng không có gỗ để làm. Đây được cái gần suối Giàng nên là có cái ngành nghề là xẻ đá. Đá phong thủy các thứ ấy, mặt bàn, mặt ghế với cả những cái tượng. Như là em dê cũng đi làm được cái nghề đó, nhằm thuê cho người ta cũng đỡ phần nào. Tòng ơi, đêm nằm ở đây lạnh quá nhỉ? Dạ. Đây giờ cái bạt mỏng dính này. Đó, hai gia đình ở giữa trung tâm bản luôn. Bản này cũng có hơn 10 hộ thôi, nói là bản nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái xóm này, hai gia đình. Ở bên trên kia là bên bản lành, đó, cái khu mà như trước các bạn trước là Long khám phá mà có một cái đồi chọc rất là đẹp đó. Đi xuống đây, vừa nãy thì Long đi hành trình từ bên đó về, tiện cái đường đi lại này thì ghé thăm hai vợ chồng với cả cháu Mạnh một chút. Đó. Hôm nay cũng không chủ đích đi đến đây để qua thăm đâu, nhưng mà đi qua đường thì thấy vợ chồng có ở nhà nên là ghé vào. Trong cái lúc em dê đang nấu ăn thì Long chạy loanh quanh bản làng một chút để quay cho mọi người xem. Khu đây thì hơn chục hộ thôi nhưng mà cũng thấy khoảng 3 cái nhà xây á. Còn khoảng chục hộ là nhà vẫn nhà gỗ. So với những cái bản làng vùng cao thì cái xóm này cũng là khang trang rồi. Đường đi lại cũng tương đối là dễ, đường to, ô tô có thể đi được. Mặc dù là đường đất thôi nhưng độ dốc không cao, nên là những ngày mưa gió vẫn có hoàn toàn có thể đi được. Đấy. Bên trên kia còn vài lóc nhà nữa. Vượt trên những cái đỉnh núi kia thì có những cái bản làng, bản lành đấy thì mới là cao.
Cây hồng này đẹp trên đây các bạn này. Gốc quá to luôn. Gốc to nhưng mà ít cành bên trên. Loanh quanh đây chơi tí. Nhà xây kia hôm nay chắc là nghỉ, không đi xây. Một chuối dã man đi, quá to luôn. Sang bên này thì là bên suối Giàng. À, suối Giàng có những cái vựa chè cổ thụ đấy. À, nhà này bắt bằng tôn và chăn nuôi được một em trâu, một em bò khá là to. Đấy, trồng rau các bạn. Đấy, khu này nó gần với trung tâm Sơn Thịnh và gần suối Giàng nên là cái bà con cũng biết làm ăn gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ, biết trồng rau cỏ để có thể sinh hoạt. Chào chị nhá. Ui giời, sao đi lùi lại sau thế? Sợ. Không sợ đâu. Ngại. Đi lùi lại. Đây là có cái nhà bằng cách lứa này. À, cũng nhiều hộ đấy các bạn ạ, không phải là hơn chục hộ đâu. Để khoảng cỡ 20 hộ đấy. Đi càng sâu vào trong thì thấy nhiều hơn này. Đây có cái nhà tiêu điều quá nhỉ. Xin chào. Có hai nhà không? Chào em. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ đi suối Giàng. Bố mẹ đi suối Giàng rồi à? Có ba chị em ở nhà à? Anh vào chơi tí được không? Hả? Vâng ạ. Cháu nhỉ. Đây bé này thì cháu thôi nhỉ. Rất là bé. Hôm nay không đi học à? Hả? Hôm nay không đi học à con? Thank you.
Em nay còn học không? Học lớp mẫu giáo. Học lớp mẫu giáo à? Thế còn còn một người nữa được đi học nữa à? Thế mấy người được đi học, còn mấy người được đi học? Ba. Ba người à? Em này với em này với một em nữa đang trên trường à? Bốn người á. Sao hai chị em này cứ lệch tông nhau ấy nhỉ? Hay là các bé này không hiểu tiếng phổ thông mấy nên là trả lời cứ quanh quanh khó hiểu quá. Say trả lời nghiêm túc anh xem nào. Em là không được đi học đúng không? Thế thì hiện tại là còn ba em được đi học, là hai em ở đây với một em trên trường à? Thế còn một em nữa đâu, còn hai em nữa đâu? À, đi theo mẹ à? Đi theo mẹ làm gì? Thế bố mẹ còn ở với nhau không? Không. À. Đi làm thuê. Bố đi làm thuê á? Thế nhưng mà mẹ còn ở đây không? Có. Bố vẫn ở đây gì? Bố ở đây nhưng mà bố cứ đi chơi. Bố cứ đi chơi á? Lang thang. À, bố đi lang thang á? À, anh hiểu. Bố có uống rượu không mà đi lang thang? Không. Đi chơi gái. Đi chơi gái á? À, đi theo gái gì à? Anh vào nhà chơi tí nhé, say dẫn anh vào nhà chơi tí đi. Nói chung là cũng chơi mới hiểu, hơi hiểu một tí đấy. Đi đi vào đây. Đi cả nhà vào đây. Cả các em vào đây, vào đây hết. Thế nào? Đây, nhà nền đất này các bạn này. Rất là nhiều giường bởi nhà đông người ấy. Đây nó về có một chiếc giường này. Bên kia có hai chiếc giường nữa. Đó. Cũng rất là chật hẹp thôi. Bếp núc các thứ này. Đấy. Trong kia là một cái chiếc buồng nhỏ. Hôm nào mẹ mới về hả Sáy? Lúc nào mẹ mới về? À ừ thôi, tại đợi mẹ về thì anh nói chuyện sau. Đấy. Tối quá nhỉ? Trời. Rồi anh cảm ơn cả gia đình nhá. Anh đi sang đây tí. Xin chào. Xin chào. Đấy, quả xe máy hỏng rồi. Hôm nào mình xe có dịp thì sẽ đến gặp mà mẹ cháu Say này. Mình xem hỏi mới rõ được, cũng như là gặp trưởng thôn cơ. Thì mới rõ được cái câu chuyện là cuộc sống như nào. Nhìn nhà này là cũng có hiện tượng là khó khăn lắm đây. Chắc là đông con quá. Dưới này xem nào. Dưới này là cũng một gia đình nhỏ nhỏ nữa. Thấy đóng cửa rồi. Bên dưới kia là một cái nhà khá là sang trang, rất là rộng. Lợp mái bắn bốn xung quanh là bắn tôn. Dưới kia là một cái nhà xây gạch ba vanh nhưng chưa chát. Bên này là một cái nhà truyền thống là blue, xong là thân mình là ốp bằng ván gỗ hết. Bên kia là một cái lóc nhà mới, bốn bề xung quanh quyền bạc nhưng mà khá là rộng, cột kèo cũng khá là vững chãi. Xuống đi chơi tí. Nền đất này nhà nào định làm nhà sao, rộng quá. Gốc cây gì, chả có lá gì, khô cong keo hết này. Một cái bộ rễ này khá là đẹp này. Các bạn nhìn thấy không? À, bộ rễ này đào lên là có tiền đấy. Cắt gọt đeo đi xong là sơn phun vào là có tiền đấy. Nhìn rất là bề thế này. Và những cái bịch nước này thì do bên chính quyền tặng những gia đình nghèo, mình thấy xuất hiện rất nhiều trên đoạn. Xin chào. Chào em nhá. Nhà chúng con ở nhà đây à? Anh ấy hỏi thăm tí cái nhà nhà cái cún này này, nhà này này. Là bảo có 9 người con à? Hai chị đi học còn lại là 7 người. Thế thì thấy bảo bố suốt ngày đi lang thang đấy hả? Không chăm lo cho gia đình hay gì nào? Ừ. Đi theo gái hay là nghiện rượu? Đi
đi chơi gái. Đi chơi gái, ôi dồi. Thế mẹ thì nuôi, bây giờ nuôi 7 em. Bố hay về không? Về nhưng mà về. Xuống đây cái này đó. Về ít thì à? Ê, à nhỉ. Bố ấy. Thế là cái cún lớn, cái say này nó có được đi học không? Không biết à, em mới về đi làm dâu hay là ở đấy, nhà ở đấy? Cứ cười đấy. Chồng hôm nay đâu? Chồng không đi đâu á? Chồng cái gì không biết này này. Ừ, anh cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Đây nhà đây à? Rồi, xin cảm ơn. Đi đây. Hả? Lanh quanh một chút các bạn, ở dưới kia thì có một cái đồng ruộng và một cái dòng suối, một con cầu đi qua. Dưới này thì những cái nhà dưới này khá là khang trang này. Rất là rộng. Và đâu đó có những cái nhà xây nhỏ nhỏ nữa. Nói chung là nhà, cơ bản là ở bên này thì khá là gần trung tâm nên là cái điều kiện sống của bà con cũng tương đối. Ui đào này, không khí Tết rồi các bạn ơi. Đào phai này. Đấy. Đây, tên tí cho mọi người xem. Đẳng cấp chưa? Đấy, đào phai. Một dãy đào luôn, gia đình này trồng một dãy đào đẹp quá. Đào này toàn kiểu đào rừng, lấy xuống, bông to lắm. Toàn đào phai. Rồi, bây giờ Long đi một vòng rồi, quay lại gia đình của vợ chồng em Dê. Ăn cơm đã đói quá. Hôm nay lên bản sớm nên là không kịp ăn sáng gì cả. Ui, mấy cây đào nụ rồi. Này đến Tết thì quá đẹp luôn. Đó. Quá nhiều lụ luôn đấy. Không một tí hoa, à một tí lá nào luôn. Toàn nụ không thôi. Công nhận nhà này trồng được cái dãy đẹp, đào cỡ khoảng hơn chục cây. Rơi khoảng 20 cây, đẹp lung linh luôn. Đẹp quá, bắt lét mãi không được. À, về nhà thơm phức rồi. Đấy, đúng ra đúng kiểu ngon rồi. Ai hỏi tí Dê, em biết cái nhà cái bé mà xây mà dưới cái nhà xây kia không? Ngay cạnh nhà xây luôn đấy. Có anh ạ. Thế nhà đấy bảo 9 người con rồi. 9 người con. Thế bảo là bố nó không kiểu không hay về nhà là sao? Hay đi đâu? Về nhà thì vẫn có nhưng mà bố nó gái bố nó nhìn ngang ấy, không làm ăn, không thương vợ con nó đi chơi bời suốt mà. À thế à? Ôi giời. Thế là mình mẹ ở nhà là chăm lo cho bây giờ là hai chị cái say cái đi học. 9 đứa. Nhưng mà 9 đứa nhưng mà có bảo có hai bé đi học. À lấy chồng rồi. Thế là còn 7. Thế cái say này có được học không? Có. Không. Nó bảo năm nay nó được 13 tuổi. Rồi chả biết học đến lớp mấy. Chẳng nhớ là nó học hết lớp. Vừa mới bỏ năm nay anh ạ. À thế à, thế là học muộn à? Nó học hết lớp 4 hay là lớp 5 luôn, nó bỏ rồi. 13 tuổi mới học được lớp 4, lớp 5 rồi, không bỏ. Nhà khó khăn quá nhờ cái nhà đấy. Thế là dưới cái xây là còn 6 em nữa đúng không? 6 em đang học. Đang học hết luôn. Một đứa ở nhà. Một đứa ở nhà. Ừ đúng rồi, anh thấy nó bảo là có mấy em được đi học ấy. Thế hôm nay là mẹ là cũng lên trường lao động như kiểu buổi sáng ngày này em đi lao động đúng không? À, thế là lao động cho trường, thế là phụ huynh lao động cho trường. Em Dê thì đi lao động cho hai em. Xong là người ta phát tiền, phát gạo. Rồi, anh hiểu. Thế nhỉ, khổ. Vòng quanh bản làng nơi sinh sống của em Dê với em Tồng một chút. Thực sự là những đứa trẻ nơi đây và thậm chí là những người phụ nữ đã trưởng thành rồi nhưng mà đâu đó họ vẫn còn tương đối ngại so với những người mà lạ. Cũng phải thôi các bạn ạ, nơi đây thì thực sự là cuộc sống còn yên bình và không va vấp nhiều á. Nên họ cũng cảnh giác, cũng không phải là cảnh giác nhưng mà thực sự là họ ngại. Và có lẽ là video này thì Long xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn như số gần nhất. Cũng lâu lâu ghé thăm qua xem là vợ chồng làm ăn như nào, nuôi con cái cũng như là...
Bye bye nhá. Xin chào. Xin chào đấy. Trẻ con. Cho kẹo cứ đi theo.